Thưa quý vị, chỉ còn chưa đến một tuần nữa là bước vào năm học mới. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn thành phố đều đã sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tiếp cận, duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm có 28 lớp với gần 1.000 học sinh. Là một trường ở quận trung tâm với khó khăn do diện tích nhỏ, vừa được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tăng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cần thiết cho năm học mới. Trường lớp được vệ sinh sạch sẽ, trang trí đẹp mắt, màu sắc tươi mới, sẵn sàng đón học sinh đến trường. Nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên tổ chức nhiều hoạt động tạo tâm thế thoải mái, hứng khởi để thầy cô và trò bước vào năm học mới. Hôm nay thì trường cũng có rất là nhiều thay đổi, trường được sửa sang đẹp đẽ hơn, sạch sẽ đẹp hơn và đầy đủ tiện nghi hơn. Thì các con cũng rất là hào hứng khi được nhà trường tổ chức chương trình chào đón học sinh lớp 1, rất là hào hứng ạ. Ngày đầu tiên con đến trường thì con thấy các bạn của con ăn mặc chỉnh tề này, cô giáo của con rất là xinh, con rất thích anh chị biểu diễn ở trường. Giáo viên ở trong khối 4 cũng đã chuẩn bị rất là tốt để chào đón các con học sinh, cũng như là phần chuẩn bị sách giáo khoa, các bài giảng và thiết kế nội dung học tập cũng như là các hoạt động ở trong lớp để giúp các con có thể là thích nghi rất là tốt với cái môi trường học tập ở tại trường tiểu học Trần Nhật Duật. Các trường học trên địa bàn thành phố đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới sắp tới, phấn đấu thực hiện tốt chủ đề năm học, đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng trường học hạnh phúc.